Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 8 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý tư năm 2022. Xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ tập trung giải tỏa vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp. Đẩy mạnh thanh toán không sử dụng tiền mặt trong giao dịch thương mại. Bãi tập kết rác tự phát ở thôn Tiên Xá 1, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào gây ô nhiễm môi trường khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị. Cùng sự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 9 tháng năm 2022, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thăm tặng quà gia đình chính sách, người lao động, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã huy động từ nhiều nguồn hỗ trợ xây và sửa chữa 33 nhà cho hộ nghèo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã đạt được trong quý 3 và 9 tháng năm 2022. Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra những tháng cuối năm và cả năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các chủ trương kế hoạch của tỉnh trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt, phải chủ động nắm bắt tình hình, vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chủ trương của tỉnh, quyền và lợi ích của nhân dân khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đối với tỉnh thì cơ bản thu ngân sách chúng ta thì nói là đảm bảo thì cũng đảm bảo rồi, nhưng cũng còn rất nhiều thách thức mà chúng ta phải đặt ra để thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương từ nay đến cuối năm 2022. Trong đó những điểm rất lớn mà chúng ta phải thấy rằng là khắc phục những khó khăn trong đời sống nhân dân, thực hiện cái nội dung mà xây dựng nông thôn mới như thì theo chúng ta giao phải thực hiện. Cái thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là với khối lượng rất lớn trong công tác giải phóng mặt bằng chung các dự án trọng điểm của tỉnh thì đây là rất nhiều nội dung mà khó khăn ở các địa phương đều nêu lên. Đấy là cái thách thức từ nay đến cuối năm, thưa đồng chí, là còn rất nhiều vấn đề chúng ta phải làm. Rồi về các cái cơ chế chính sách an sinh xã hội là chúng ta phải chạy nước rút rồi. Đấy, chúng ta tổ chức thế nào? Đấy, từ hoạt động của hội, đấy, từ kết nạp hội viên, từ đến trình độ hội viên, rồi đến phương thức hoạt động của hội viên chúng ta, từng độ hội chúng ta ở cơ sở thực sự đã đi vào cuộc sống của người dân hay chưa? Thì đây là cái bài hôm nay thì các đồng chí thấy rằng chúng ta còn nhiều cái trăn trở phải khắc phục. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 6 tháng 10, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tự sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Chi bộ thôn Đông Mai có 64 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Ban Chi ủy chi bộ thôn đã thông tin đến các đảng viên về chủ trương chính sách mới của cấp ủy chính quyền các cấp, công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ, kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ và tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn. Các đảng viên đã tập trung thảo luận việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, đồng thời kiến nghị với cấp trên một số vấn đề,
như việc thu hồi 28 hectare ruộng của nhân dân để giao cho các công ty doanh nghiệp. Đến nay đã gần 10 năm mà chưa triển khai dự án, làm cho một bộ phận người dân trong thôn không có ruộng đất để canh tác, đề nghị cấp trên có phương án xử lý, sớm giải quyết rác thải ùn ứ gây bất cảnh quan và ô nhiễm môi trường tại khu vực phía nam đường sắt. Có biện pháp ngăn chặn tình hình mất an ninh trật tự, tai nạn giao thông xảy ra ở các ngã ba, ngã tư trên địa bàn thôn. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh tới các đảng viên một số thông tin nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ. Mỗi đảng viên trong chi bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức thành công đại hội chi bộ trong thời gian tới. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để xử lý và ngăn chặn các vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp. Căn nhà cấp 4, rộng gần 20m2 do người dân xây dựng trên đất nông nghiệp làm nhà ở, hay lều lán xây dựng trái phép trên hành lang công trình thủy lợi tại thôn Xuân Tràng. Đây là hai trong số 3 công trình xây dựng trái phép trong năm 2022 được Ủy ban nhân dân xã Đồng Than phát hiện và xử lý ngay khi người dân bắt đầu thi công. Xác định nếu để người dân hoàn thiện và đưa công trình vi phạm vào sử dụng sẽ rất khó xử lý, nên xã Đồng Than đã huy động lực lượng tăng cường kiểm tra giám sát, sớm phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm mới. Ngày nào chúng tôi cũng phải đi qua các cánh đồng địa phương và qua các xóm trong thôn để xem tình hình bà con địa phương trong thôn thế nào, và nếu mà ai mà vi phạm là chúng tôi kịp thời nhắc nhở và báo cáo xã luôn. Bên cạnh việc ngăn chặn vi phạm phát sinh mới, xã Đồng Than tập trung rà soát xử lý những điểm vi phạm cũ. Từ đầu năm đến nay, xã Đồng Than đã triển khai 4 đợt cao điểm ra quân giải tỏa vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó xử lý triệt để 57 điểm vi phạm. Đặc biệt ngày 6 tháng 10, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, chỉ trong một ngày, xã đã hoàn thành việc cưỡng chế giải tỏa đối với 32 điểm vi phạm tại thôn Xuân Tràng. Đây đều là những trường hợp vi phạm trong thời gian dài trước năm 2016. Nhiều hộ có diện tích vi phạm lên đến hàng trăm mét vuông, như hộ ông Lê Văn Quế, Nguyễn Văn Được, Lê Văn Cương và Lê Văn On. Chúng tôi thì đặt ra cái kế hoạch là sẽ tiếp tục phải xử lý dứt điểm các cái công trình vi phạm trên quan điểm là dễ làm trước, khó làm sau. Vướng mắc thì báo cáo lãnh đạo cấp trên là có hướng cho ý kiến xử lý. Chúng tôi đề nghị các hộ phải tự giác tháo gỡ. Chưa đến ngày cưỡng chế thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cả về lực lượng, trang thiết bị cùng với gia đình để tháo gỡ để tránh thiệt hại cho người dân. Xã Đồng Than hiện vẫn đang tiếp tục rà soát, vận động tuyên truyền các hộ dân tự giác tháo dỡ một số công trình vi phạm đã tồn tại nhiều năm nay. Những hộ đã giải tỏa không tái vi phạm, đồng thời kiên quyết sẽ xử lý cưỡng chế với những trường hợp không thực hiện theo đúng pháp luật. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 sẽ giải tỏa 80% vi phạm theo kế hoạch của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản số 653 thông báo về tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nghị quyết số 629 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ấn định tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 vào buổi chiều ngày 10 tháng 10 năm 2022. Tại hội trường số 408 trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa chỉ số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Xuân Tiến. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó,
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo theo quy định, giao Sở Y tế chỉ đạo hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và các cơ sở y tế đẩy mạnh việc thực hiện giám sát tại đơn vị và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm ngăn chặn dịch bệnh kịp thời, đảm bảo việc thu dung phân luồng điều trị người bệnh, sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến. Khi ghi nhận trường hợp bị bệnh, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính với đậu mùa khỉ để xác định nguồn lây nhiễm, quản lý, xử lý kịp thời ổ dịch, tổ chức cách ly điều trị trường hợp dương tính, tránh tử vong, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Thưa quý vị và các bạn, chương trình chuyển đổi số đang được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực, đặc biệt là các hoạt động thương mại. Việc thanh toán không sử dụng tiền mặt mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh ở phường Việt Nam, thành phố Hưng Yên, hàng ngày đi chợ hay đi mua hàng hóa, chị đều ưu tiên đến các cửa hàng có sử dụng các dịch vụ thanh toán bằng hình thức quét mã QR để chuyển khoản. Khi mà lắp mã QR các thứ ở các shop như này thì em rất là tiện, đi đâu em chỉ cần cầm theo mỗi cái điện thoại thôi. Thì vừa nhanh này, xong lại vừa gọn, không mất thời gian này, em thấy nó an toàn hơn nữa. Trên app, nhất là app BIDV này hay có những cái khuyến mại mà tặng voucher 20-30 nghìn thì những cái đấy nó cũng thấy cho khiến cho mình mình mua thế thì nó có lợi hơn là khi mình đi rút tiền mặt. Triển khai thanh toán qua QR code, mobile money, ví điện tử, mobile banking đối với người kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, càng sớm càng tốt, giúp phục vụ khách hàng tốt hơn và chi tiêu nhiều hơn so với trước đây. Ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt đã mang lại nhiều tiện lợi cho cả người bán và người mua, phổ biến nhanh chóng không chỉ ở các cửa hàng mà nhiều tiểu thương ở chợ cũng đã sử dụng. Mua không phải đưa tiền mặt, mình chỉ quét thôi, nó rất là nhanh chóng. Thì mình không cần phải là tiền lẻ nữa, không sợ tiền giả luôn á. Mình quản lý tiền này cũng rất là ok, không sợ trộm cắp. Cuối ngày thì cũng biết là mình bán được bao nhiêu tiền ấy. Cùng với sự phát triển thương mại điện tử, bán hàng online, nhu cầu thanh toán trực tuyến hiện đang tăng lên rất nhiều so với 2 năm trước đây. Các ngân hàng đã liên tục cập nhật ứng dụng cung cấp cho khách hàng, đồng thời ra mắt nhiều sản phẩm tiện ích đa dạng như thanh toán tiền điện nước, nạp tiền điện thoại, mua bảo hiểm, viện phí, học phí, dịch vụ công, nạp tiền tài khoản ETC, cho tới vay tiêu dùng và tiết kiệm online. Thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số, thì ngân hàng chúng tôi cũng đã thực hiện chiến dịch này bắt đầu từ tháng 8 năm 2020. Và đến nay chúng tôi cũng xây dựng và phát triển các sản phẩm ngân hàng số. Đối với cả khách hàng cá nhân thì chúng tôi cũng có sử dụng cái Smart Banking công cụ để thanh toán. Thì chúng tôi cũng đã lên đến hơn 30 cái service. Thì tôi nghĩ là chắc một tương lai rất là gần thì cái việc chuyển đổi số của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Ngày 7 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tổ chức hội nghị tổng kết dự án thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt tại Hưng Yên thông qua chuyển giao kỹ thuật công nghệ Rukasho Nhật Bản. Dự án thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt tại Hưng Yên được tiến hành từ năm 2018 thông qua chuyển giao kỹ thuật công nghệ Rukasho Nhật Bản. Dự án được thực hiện tại 3 điểm với tổng kinh phí thực hiện là trên 908.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 100 triệu yên Nhật. 100% kinh phí thực hiện dự án từ vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài không hoàn lại của các nhà tài trợ và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản. Trong đó, dự án đã lắp đặt 2 hệ thống quy mô nhỏ, đáp ứng từ 5 đến 50 người sử dụng tại gia đình ông Nguyễn Văn Tuân, trường mầm non xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Hệ thống lớn được lắp đặt tại River Park, khu đô thị Eco Park, đáp ứng cho từ 51 người trở lên đến 5.000 người. Sau khi đi vào vận hành sử dụng, các hệ thống này đều đem lại hiệu quả tốt, 100% chỉ tiêu nước thải sau khi xử lý qua hệ thống đều đảm bảo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả lắp đặt và vận hành các hệ thống Rukasho trên địa bàn tỉnh, chuyển giao hệ thống cho các đơn vị cá nhân quản lý và tiếp tục vận hành định hướng phát triển hệ thống trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử đã hỗ trợ 40 hộ dân xây dựng mô hình ủ rác thải thành phân hữu cơ, góp phần làm sạch môi trường nông thôn. 40 hộ dân thuộc thôn Phương Bồ đã được huyện và xã hỗ trợ 10 triệu đồng. Đoàn thanh niên xã hỗ trợ công xây dựng hố chứa rác, rác thải
như lá cây, rau cỏ, thức ăn thừa sau khi được thu gom vào hố được trộn với chế phẩm vi sinh, emuri, pha với nước chia theo tỷ lệ. Mô hình ủ rác thải thành phân hữu cơ không chỉ giúp giảm thiểu rác thải sinh hoạt thải ra môi trường, mà phân hữu cơ còn là nguyên liệu để người nông dân chăm bón cho cây trồng. Dự kiến thời gian tới, xã Phan Xào Nam sẽ giao cho các đoàn thể địa phương tiếp tục xây dựng và cải tạo mô hình ủ rác thải thành phân hữu cơ cho 320 hộ tại các thôn Ba Đông, Phú Mãn, Trà Bồ với kinh phí hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi tỉnh và các địa phương đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải, thì tại giữa khu dân cư thôn Tiên Xá 1, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, nhiều năm nay tồn tại một bãi tập kết rác lộ thiên tự phát đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của hàng trăm hộ dân ở đây. Người dân đã nhiều lần đề nghị với chính quyền địa phương, nhưng bãi rác vẫn không được xử lý triệt để, thậm chí số lượng rác ngày càng được tập kết nhiều hơn. Họ đi lấy cơm về này, túi bóng, xương, thập cẩm các thứ, rồi là rác, rưởi có cái gì là họ mang hết ra đấy. Xong là họ đổ, họ chôn xuống, xong vài hôm xong họ lại lấy mấy múc họ lộn lên. Trước là ba xe, nhưng mà bây giờ là cứ tầm 7 giờ tối là một cái xe to đùng ra là chở cơm về thì họ bán cơm cho ai. Thế còn đâu những cái rác, rưởi hoặc những cái gì bẩn thỉu là họ mang ra hố đằng kia họ đổ. Bãi rác này được hình thành từ năm 2019 là của gia đình anh Đỗ Xuân Viết, người dân địa phương hay gọi là Thế. Theo hồ sơ địa chính, thì bãi rác này nằm trên mảnh đất của gia đình và một phần đất khoán thầu của địa phương. Được biết, gia đình anh Viết thường xuyên vận chuyển rác từ nơi khác về đây để phục vụ nhiều mục đích. Trong đó có mục đích nuôi cá của gia đình. Rác gồm đủ loại túi ni lông, đồ ăn thừa được chất đống trên khu đất khoảng 1.000 m² với khối lượng lên tới cả chục tấn. Chúng tôi không ngửi được và chúng tôi mẹ kêu xã bảo về địa phương giải quyết, tự giải quyết. Thế thì chúng tôi biết kêu ai bây giờ? Mình đã đành rồi nhưng mà trẻ con nó khổ lắm. Trẻ con nó bây giờ nó mới tí tuổi đầu thế này mà bây giờ nó đã chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường này. Gia đình bà Hoa cách bãi rác của nhà anh Viết khoảng 50 m là hộ bị ảnh hưởng trực tiếp nhất. Hàng ngày ruồi muỗi bù kín xung quanh nhà. 4 năm nay, gia đình bà không dám mở bất cứ một cánh cửa nào. Mọi sinh hoạt của gia đình luôn trong cảnh cửa đóng, then cài. Mùi hôi thối ruồi nhặng, hôm nào bà con cũng phải đóng cửa, ai đi qua cũng không thể chịu nổi. Dân thì kiến nghị ở thôn nhiều, hàng trăm, hàng 200 người ký, nhưng mà từ cái đợt đi đến giờ thì chả thấy xã giải quyết. Nước thải của bãi rác rò rỉ và chạy thẳng xuống mương tưới tiêu của thôn Tiên Xá 1 khiến nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, mỗi lần gia đình anh Viết xới sáo rác, mùi hôi thối theo chiều gió lại bức tử cuộc sống từ người già đến trẻ nhỏ. Người dân cũng không hiểu tại sao giữa khu dân cư đông đúc mà việc tập kết rác lại công khai và trong thời gian dài đến vậy. Cán bộ đảng viên và nhân dân rất là bức xúc. Thế thì chúng tôi cũng là đề nghị với lại ủy ban xã và công an để vào cuộc. Chúng tôi vẫn theo dõi và như thế là kiểm tra thì không thấy chuyển đi mà vẫn lẻn nút đêm là vẫn trả rác về. Giao với công an rồi, nó cứ hứa chúng là cuối tháng này giao ra tìm chỗ rồi là chuyển đi. Bây giờ mới nắm được thông tin. Thôi cái này thì anh em sẽ hôm một là có thể xuống khảo sát kiểm tra xong rồi tham mưu chỉ đạo xã thôi. Chứ vâng. Trên này thì chả làm được cái gì. Giờ làm gì có người mà xuống làm cái gì. Mặc dù nắm được sự việc từ nhiều năm nay, nhưng trước một lần, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Xá nhắc nhở, lập biên bản hay ra quyết định xử phạt hành chính đối với gia đình anh Biết. Chính sự thờ ơ này của chính quyền địa phương đã khiến cho bức xúc của người dân đẩy lên cao hơn. Trong khi các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, trong đó hướng đến môi trường sống của người dân ngày càng tốt hơn. Câu hỏi đặt ra là tại sao ở giữa khu dân cư đông đúc của một thị xã sầm uất lại vẫn tồn tại bãi rác tự phát công khai như vậy? Có hay không sự làm ngơ của chính quyền địa phương? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc xử lý bãi rác lộ thiên này của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào và thông tin tới quý vị và các bạn khi có kết quả. Vào khoảng 9 giờ sáng nay tại sông Hòa Bình thuộc địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên sông.
Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Hòa, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại thôn Quang Yên, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử. Ngay sau nhận được tin báo, các cơ quan chức năng huyện Phù Cử và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Trước đó, cũng tại huyện Phù Cử, vào ngày 1 tháng 10, người dân cũng đã phát hiện một thi thể đàn ông tử vong nổi trên mặt ao thuộc địa bàn xã Tống Trân. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng chương trình thời sự tối nay cũng đã khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn hay trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube truyền hình Hưng Yên HITV.